Tâm lý phụ nữ sau sinh bị ảnh hưởng, kết hợp nhiều yếu tố tác động gây nên chứng trầm cảm sau sinh. Thậm chí có những trường hợp trầm cảm xuất hiện ngay trong thai kỳ, gọi là trầm cảm khi mang thai. Nhiều sự việc đau lòng diễn ra những năm gần đây cho thấy đây là chứng bệnh ngày càng trở nên phổ biến và nguy hiểm, có thể dẫn đến những hành động tiêu cực cho bản thân và người xung quanh. Người thân cần có sự chăm sóc, quan tâm đặc biệt tới phụ nữ sau sinh để sớm phát hiện dấu hiệu trầm cảm của phụ nữ. Vậy trầm cảm là như thế nào? Dấu hiệu của trầm cảm sau sinh là gì? Bệnh trầm cảm sau sinh hoặc trầm cảm khi mang thai là tình trạng người phụ nữ bị rối loạn cảm xúc hay có suy nghĩ tiêu cực, mệt mỏi, buồn chán và lo lắng về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Người bệnh có thể bị trầm cảm nhẹ, vừa hoặc nặng, thoáng qua hoặc kéo dài. Có trường hợp nhẹ sẽ tự khỏi hoặc thậm chí sẽ không thể tự hết nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời. Nguyên nhân của trầm cảm sau sinh hoặc trầm cảm khi mang thai được các chuyên gia tâm lý giải như sau. Khi mang bầu hoặc sau khi sinh con, cơ thể người phụ nữ thường có sự thay đổi đột ngột về nội tiết nên dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi, trầm cảm. Ngoài ra, thể tích máu, hệ miễn dịch, huyết áp và chuyển hóa lúc này cũng biến đổi nên dẫn đến những bất ổn về cảm xúc. Bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu sau sinh, người mẹ gặp quá nhiều khó khăn về gia đình, tài chính, chăm con. Trầm cảm sau sinh cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền. Nếu trong gia đình có người từng bị trầm cảm, thì người phụ nữ sau khi sinh cũng có nguy cơ mắc trầm cảm nhiều hơn. Suy nhược cơ thể. Hãy cảnh giác nếu sau sinh, bạn thấy bản thân có cảm giác kiệt sức, mất năng lượng, không muốn ăn uống, mệt mỏi và khóc rất nhiều. Lo lắng, buồn bã cả ngày không rõ nguyên nhân, cảm thấy đau cơ thể hoặc cảm giác khó thở như bị đè chặt. Nhiều người cảm thấy đau dữ dội ở cổ, đầu, lưng, ngực nhưng khi đi khám thì không tìm ra nguyên nhân. Cũng có người có cảm giác lo lắng quá mức với các biểu hiện bồn chồn, bất an. Hoảng hốt. Một trong những biểu hiện của trầm cảm sau sinh thường thấy là phụ nữ hay cảm thấy hoảng hốt, ngay cả với những sự việc nhỏ nhặt. Sau khi hoảng hốt thì rất khó để họ có thể lấy lại bình tĩnh. Cách tốt nhất trong trường hợp này chính là tránh để những tình huống đó xảy ra lặp lại nhiều lần. Căng thẳng, giảm trí nhớ, khó tập trung. Căng thẳng thường xuyên sẽ làm cho chứng trầm cảm trở nên nặng nề hơn. Người bệnh cảm thấy trí nhớ bị giảm sút, dẫn đến khó tập trung làm việc, dần dần dẫn đến cảm giác thất vọng về bản thân. Đây là dấu hiệu ban đầu của trầm cảm sau sinh và không thể điều trị bằng thuốc an thần. Tuy nhiên, nếu chuyển sang một dạng thuốc khác, ít tính phụ thuộc hơn thì sẽ tốt hơn. Thường xuyên bị ám ảnh bởi một điều gì đó. Phụ nữ trầm cảm sau sinh thường có cảm giác ám ảnh bởi một việc, một người nào đó xung quanh, thậm chí là ám ảnh về con của chính mình. Họ thường xuyên nghĩ về cái chết. Điều này có thể dẫn đến những hành động tiêu cực và nguy hiểm đến người xung quanh. Rối loạn giấc ngủ. Khi bị trầm cảm sau sinh hoặc trầm cảm khi mang thai, người phụ nữ thường rất khó đi vào giấc ngủ và thường hay bị thức giấc vào giữa đêm, hay gặp ác mộng và không thể ngủ lại được nữa. Trong trường hợp này, ngoài việc tích cực điều trị thì tốt nhất là nên có người giúp mẹ cho bé bú vào buổi tối. Thu mình và không muốn giao tiếp với mọi người. Người bệnh có cảm giác tự ti, thu mình, không muốn nói chuyện, giao tiếp với tất cả mọi người, ngay cả những người thân trong gia đình. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu cảm thấy bản thân xuất hiện 3 đến 5 yếu tố trên, hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Bệnh trầm cảm sau sinh hoặc trầm cảm khi mang thai thường không được phát hiện cho đến khi người bệnh có những dấu hiệu rõ ràng. Liên hệ hotline Bệnh viện Vinmec Palm City 0243 974 3556 hoặc truy cập website www.vinmec.com để biết thêm thông tin. Hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.